Ờ, ra một đống thánh luôn nè. Ơi, ơi, đi về gần nhà có công ty đấy. What the fuck? Đây, đứng đi, đi lên đây. Má nó đang cắn mấy con ấy cơ. Anh đang cắn, nó đang cân với lại ba con cổ dài. Hồng hai con. Ra hống. Đó, bên kia. Qua hốt xác nó. Nè, qua con nào chết mình qua mình hốt xác con đó lấy thịt. Đâu rồi? Đó bên kia. Hình như nó chết rồi. Ê, nó chết rồi. Không. Cái chết rồi. Ờ chưa, con gì chết đó. Con anh gì bị cắn chết. Anh đâu rồi? Đây nè. Ủa ta đi xuống rồi mà. What the fuck? Đi đây đâu? Ủa bên ở dưới á, nhìn xuống. Rồi một con chết rồi. Một con cô già chết rồi. Rồi xong con tí. Má gì vậy? Má tí ăn thịt con đó thôi. Fuck. Anh ơi, từ đừng ăn. Em với anh qua Aju tí vậy. Aju. Ờ giờ nó giống như cuộc chiến của những người không lồ, mình vô một cái là mình ăn liền thôi. Chết đi tí rết ơi. Chết đi. Chết là bọn tao lấy da tí rết. À, nãy có một con ấy, một con cô già chết mà nó ăn xác mất rồi. Không kịp lầm, thật là. Má chạy đi nó con hết ba con này. Vô lý. Ờ vậy thì báo quán. Ôi ơi. Ờ chết rồi, nó chết rồi, chết rồi. Vô. Vô lút. Bú. Rồi quần nó ra, đâm ạ. Tụt quần bút chim đó. Rồi một đống da nè, lấy đi. Mày năm mấy, chặt một chút, sau mấy miếng này. Có tám mấy rồi nè, rồi hết luôn rồi. 80 mấy. À giờ tao đi săn rùa. Khúc này cái bên này nó không hiện máu à. Nó... Ê đi, hai con đi. Shit. Con gì? Ba con luôn. Ba sư phụ ốc quay đang dí tao. Cứu được không? Ờ cứu được. Không, tụi này chạm không yên tâm. Giờ chỉ có tụi này bỏ mai ra tụi nó dí tao thôi thì tao mới chết thôi, còn lại thì không. Mà lại sắp chết rồi. Ok tao chết rồi. Thôi bình tĩnh. Tao sắp tới công chuyện với tụi này rồi mà. Chú biết, tao sẽ bắt mày luôn. Hãy đi làm Pokemon của tao. Anh bạn ạ. Sao hết? Ủa. À đây hai con đúng rồi. Shit. Tao đéo cần thát, tao cần fiber mà con này đủ má. Thôi đi đánh tay đi mày. Mày ế vật quá. Còn nó hay chơi cây nhanh á. Ai chơi cây nhanh em đang cần fiber mày ơi. Chú xỉu đi. Mày mày xỉu đi. Rồi, chúng ta đã đủ fiber. Ủa mày chạy đây. Hãy còn 8 cục đá. Ủa mày chơi tới cục đá cuối cùng luôn. Fuck you. Bitch. Hết đá rồi. Em game này nó phải một nhanh phết chứ không giống trong Mario không. Ok. Em 40 miếng gỗ thôi, em phải có cái thuyền. Bây giờ nặng quá rồi, đồ mà đi đéo nổi. Quăng vô rương á. Không, ý là đang phải đi lút gỗ chứ mà đồ nặng quá. Chết đi. Rồi hỏi này, ok chết rồi. Rồi, xong rồi. Ê đồ, đứng hết được luôn rồi. Thật. Đó mà. Rồi xong. Hàng ơi, mất hết đồ rồi. Nhớ đường đi không? Ôi đi. Nhớ. Nhưng mà nó không ổn lắm. Không phải là này. Ý, ta sắp chết rồi. Đi. Xíu đi, ok xíu. Ok. Hay quá. Ở trong rương còn cái gì không mày? Vô mà mất cái thuyền luôn rồi. Ê má bà bốn con. Chơi được không ta? Từng con. Mấy chục con một đó. Ngon. Ok. Ui vậy. Oh shit. Hai gặp tao cắn nhau. Mày nhờ. Nó heo trâu ta. Em giết nó lấy da mà đừng mà. Mấy nó leo núi luôn đừng mà. Xuống biển luôn hả ba. Ok. Chắc là chơi được. Mấy này cho nhiều thịt vậy. Rồi ok có yên gấp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tử chiến với con ba sừng này. Level 4. Ba sừng level 4 rồi. Ok. Rồi, không ra được, đúng rồi, không ra được. Hay lắm. Chịu đi. Xỉu. Hoàng ơi, sao con này nó hút em ngất rồi. Con bay chi á. Ê, thì con ơi. Ê, cái đậu xanh. Ủa, thế rồi. Ê, đi. Anh trai, từ, đứng lên. Từ, bình tĩnh. Khoan.
nhẹ nhàng thôi. Ok đúng rồi. Ê rồi, ok xíu ơi. Try. Má mà lần này, tốn một đống da đi đấy. Một con ba sừng thôi mà nó đi hết 20 mấy mũi, gần 30 mũi. Ok. Chờ tấn công này được không ta? Đúng rồi, chờ nó ui dù, bãi đi. Má sừng này. Ê thôi. Con bay chơi chung biết RK nó yếu lắm á Hoàng. Sao con chung bay nó mạnh phải chứ ghê. Đi về con ba chi nào? Ba chi con nhỏ á. À rồi xử luôn. What? Ba chi nó giết con ba ra sau rồi. What the fuck? Ủa sao nó không hiện? Mới hiện xong à. Ủa ao em. Nếu hiểu luôn rồi. Attack. Gì vậy? Attack. Oh, attack. Ok. Trời. Cái đi. Cái đi. No. Holy shit. Shit. Con T-Rex, mà là T-Rex gần nhà, bình tĩnh. À không sao, cái này chưa gần lắm. Cái gì vậy? Cái gì sẽ đây vậy? Có con đấy. Có một con. Có một con T-Rex đang ở đây. Alo, T-Rex. Ô phát xin. Ê từ 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 từ. T-Rex đang cắn con của mình. Từ từ từ. Thằng ơi. Rồi xong. Má T-Rex nữa. Má T-Rex ở nhà. What the fuck.